trong ban tổ chức chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu chúng ta ổn định trang phục để làm lễ chào cờ. Nghiêm cử hành quốc ca. Các cổ động viên và trường đoàn các đội bóng và xin mời tất cả chúng ta an tọa. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa 7 đội bóng và toàn thể quý vị và các bạn. Thiết thực chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019 nhằm động thái thiết thực góp phần thúc đẩy công tác xã hội hóa bộ môn bóng đá trên địa bàn hai huyện Y Yên và Vụ Bản. Được sự nhất trí của ban lãnh đạo khu vui chơi giải trí sinh thái Victory, từ ngày 24 tháng 3 năm 2019, sân cỏ nhân tạo Victory long trọng tổ chức giải bóng đá phong trào Victory mở rộng lần thứ tư. Đây là giải đấu mà tất cả chúng ta đang nỗ lực để góp phần tạo dựng hình ảnh về đời sống văn hóa, giải trí tinh thần hữu ích cho cộng đồng, cho các cổ động viên và cho hai huyện Ý Yên và Vụ Bản. Ngày hôm nay đã đến hồi kết thúc. Về dự lễ bế mạc ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Phạm Bạch Hà, giám đốc khu vui chơi giải trí sinh thái Victory, trưởng ban tổ chức giải, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trong buổi lễ bế mạc ngày hôm nay còn có sự góp mặt của ông Trần Thanh Phương, phụ trách các giải đấu của Hiệp hội bóng đá phong trào Nam Định, trưởng ekip truyền thông bản tin bóng đá Nam Định, đơn vị truyền thông giải đấu, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ngoài ra trong ngày hôm nay còn có sự góp mặt của lãnh đạo các đội bóng, các cầu thủ tham gia giải và rất đông các cổ động viên cũng có mặt ở trên sân, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình bế mạc ngày hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Bạch Hà, trưởng ban tổ chức giải, lên đọc diễn văn bế mạc. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý và các cổ động viên Thành Nam thân mến, trước hết thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin bày tỏ với các quý vị và các bạn có mặt tại trận chung kết và lễ bế mạc giải bóng đá Victory mở rộng lần thứ tư năm 2019 ngày hôm nay một lời chào nồng nhiệt nhất. Thưa các quý vị và các bạn, từ ngày 24 tháng 3 đến nay ngày 7 tháng 4 năm 2019, chơi giải trí sinh thái Victory tổ chức giải bóng đá Victory mở rộng lần thứ tư năm 2019. Đây là một giải đấu truyền thống được tổ chức thường xuyên hàng năm. Với niềm vui sâu sắc, tôi đề nghị tất cả chúng ta chúc mừng cho những thành tích của các tập thể cá nhân đã đạt được thành tích cao trong mùa giải năm nay. Ban tổ chức cũng xin ghi nhận những tình cảm, những cử cao đẹp mà các quý vị khách mời và các nhà đồng tài trợ cùng toàn thể người hâm mộ luôn luôn quan tâm ủng hộ và đồng hành giải đánh khu vui chơi giải trí sinh thái Victory và các đội bóng. Ban tổ chức thân ái biểu dương tập thể 7 đội bóng, tổ trọng tài, tổ bình luận, các tiểu ban của giải, đơn vị truyền thông bản tin bóng đá Nam Định. Các đội bóng đã nhiệt tình tham gia thi đấu, các bộ phận chủ lực đã phục vụ hết mình góp phần vào thành công của giải bóng đá Victory mở rộng lần thứ tư năm 2019. Cuối cùng, với tình cảm chân thành, một lần nữa tôi xin gửi tới các đại biểu, các quý vị khán giả và các nhà đồng tài trợ lời kính chúc sức khỏe. Tôi xin tuyên bố bế mạc giải bóng đá Victory mở rộng lần thứ tư năm 2019. Xin chân thành cảm ơn. Vậy như vậy là theo mặt cho ban tổ chức giải, chúng tôi xin chân thành cảm ơn bài diễn văn bế mạc của ông Phạm Bạch Hà, trưởng ban tổ chức giải. Và để tiếp theo chương trình,
Bế mạc ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Mạnh Hà, thay mặt cho khu vui chơi giải trí sinh thái Victory, trưởng ban tổ chức giải và đại diện ban lãnh đạo của ban tổ chức lên trao hoa cho tổ trọng tài cùng với các cầu thủ của cả hai đội bóng. Xin trân trọng kính mời. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là những bó hoa tươi thắm từ ban tổ chức giải đã được trao cho tổ trọng tài và các cầu thủ của hai đội bóng, cũng chính là lời kết thúc cho lễ bế mạc giải bóng đá Victory mở rộng lần thứ tư năm 2019. Và ngay sau đây sẽ là trận đấu chung kết của giải giữa câu lạc bộ bóng đá FC Goi và các cầu thủ của đội bóng anh em. Xin chân thành cảm ơn.